Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh YouTube của công ty Đồ Gốm Mỹ Nghệ Hồng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Hồng Mai sẽ giới thiệu cho quý khách một bộ bàn ghế gỗ bằng bàn ghế ăn được làm bằng gỗ gụ, được khảm ốc gỗ gụ Lào. Của Lào. Chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh YouTube của Đồ Gốm Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai và Ngọc Anh kính chúc toàn thể quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Hôm nay công ty Đồ Gốm Mỹ Nghệ Hướng Mai xin gửi niềm lành lời biết ơn tới toàn thể gia đình quý khách đã theo dõi trên kênh YouTube của Đồ Gốm Mỹ Nghệ Hướng Mai và có rất là nhiều những comment rất là tích cực. Hướng Mai cũng như là Ngọc Anh xin trân trọng gửi tới bộ bàn ghế ăn bằng gỗ cụ của Lào. Và cái bộ này thì nó được làm theo nối ngày xưa gọi là nó gọi là công tử bạc liêu nó rất là đẹp và khảm rất là nhiều ốc. Những cái bộ này thì nó rất là quý, đặt vào trong các cái ngôi nhà như là những nhà biệt thự ấy, nhà biệt thự rồi các nhà lâu đài hay là những nhà mà hơi hướng gọi là quý tộc như kiểu ngày xưa thời xưa ấy con, thì kê những bộ này rất là đẹp. Và kích thước của bộ bàn ghế này là bàn dài 1m55 tròn, hình tròn, cao 79 phân và ghế thì cao 40/50, rộng 40 và dài 50. Thế và bộ bàn ghế này thì công ty đang hiện nay đang tri ân còn 179 triệu. Lúc đầu thì nó rất là nhiều bởi vì khảm rất là nhiều ốc cho nên là giá của nó hơn 250 triệu cơ. Và bây giờ thì đang tri ân còn 179 triệu. Đây là một trong những sản phẩm vô cùng là tuyệt vời và khảm rất là nhiều ốc, cũng như là những người nghệ nhân họ phải làm rất là kỹ càng, cẩn thận, tỉ mỉ. Với lại cái chân của cái bàn này thì khi mà máy quay đến thì quý khách sẽ nhìn thấy được cái sự kỹ càng cũng như là sự hoành tráng và rất là nhiều gỗ của cái bộ này. Và những cái bộ này thì làm rất là lâu, cả khảm ốc, cẩn ốc nữa thì đến lúc mà xong để bày ra cửa hàng nó phải mất hơn 2 năm. Nên là cái thời gian mà làm và phơi sấy và khảm nó rất là lâu. Thế khi mà đặt đến ra thì nó rất là đẹp. Con có thấy đẹp không? Có. Ngồi thì vô cùng là dễ chịu và đặt ở trong ngôi nhà thì nó có độ thoáng, nó có không gian, nó thoáng. Khi mà nhà quý khách kể cả là có các cái view hoặc là cái trần nó không được cao quá thì đây là một trong những sự lựa chọn rất là đẹp, cũng như là đặt để trong cái phòng ăn, làm cho cái phòng ăn của mình nó có cái không gian nó rất là rộng, nó cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu. Ngọc thấy đúng không? Vâng. Đấy, và đây là một trong những sản phẩm mà các cái người nghệ nhân họ đã xem ở trong các cái bộ phim như là Vua Bảo Đại hay là những cái bộ phim mà cái gì tài tử điện ảnh, cái gì hát hát đấy con, gọi là cái gì mà hay có các cái cải lương ấy, cải lương gọi là dân ca tài tử. Thế và họ đã lấy mẫu ở trong các cái dân ca tài tử để họ sản xuất ra cái sản phẩm này, cũng mong muốn là để lại được những cái gì đấy, khôi phục lại được những cái sự cổ xưa của các cụ, đặc biệt là trong Sài Gòn hay là Huế, bởi vì những cái này là thời xưa là chỉ có những người mà thuộc thành phần quý tộc mới có thể có thôi, hay là những cái nhà như là ngày xưa có các cái bộ phim cổ ngày xưa ấy còn thì là của vua quan ấy thì mới có, hoặc là trong cái ngôi nhà của ông vua Bảo Đại thì cũng có những cái bộ như thế này, nó cũng khảm như thế này và chất lượng như thế này. Và sau này mẹ được đi gọi là cái ông mà luộc trứng bằng tiền ấy, gọi là công tử bằng niêu, thì cũng có thấy là có các cái sản phẩm mà khảm ốc như thế này. Thế với lại có những cái bộ như là bộ trường kỷ cũng cần như thế này, và có dương công chúa cũng cần như thế này, bộ bàn ăn cũng cần như thế này. Tuy nhiên là thời xưa thì họ làm không kỹ càng sắc nét như bây giờ thì những người nghệ nhân để mà được xã hội cũng như là mọi người tiêu dùng họ sử dụng thì phải làm đẹp, phải làm kỹ, phải làm trau chuốt, phải cẩn thận tỉ mỉ từng đường nét một, để khi mà vào thì trong nhà thì nó đã đẹp rồi, các sản phẩm quý rồi, nhưng mà nó phải có được cái gọi là tinh hoa nghệ thuật sạm khắc gỗ, chứ không thể làm bình thường được. Và với lại đây là làng nghề đồ gỗ Mỹ Nghệ Đồng Kỵ, cũng như là thuộc làng nghề đồ gỗ truyền thống của Việt Nam, nên là những người nghệ nhân họ làm họ rất là trau chuốt, không
quan tâm đến là sếp bán cái này là bao nhiêu tiền đâu, mà họ cứ thả hồn vào để làm rất là đẹp, rất là kỹ, rất là cẩn thận để ra được những tác phẩm tuyệt đẹp và mong muốn là người tiêu dùng sử dụng các cái sản phẩm này, chứ họ cũng không quan tâm là tôi làm cái này ra là bao nhiêu tiền. Thế và đấy là một trong những cái rất là hay của làng nghề đồ gỗ Mỹ Nghệ truyền thống, đặc biệt là công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Và hôm nay thì Hướng Mai cũng như là Ngọc Anh xin gửi niệm lành lời biết ơn, lời tri ân tới toàn thể gia đình quý khách, kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, có đầy đủ phúc lành của Đức Phật, sức khỏe, sống lâu, diện mạo đẹp, thành công và trí tuệ. Cảm ơn quý khách đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Ngọc Anh và mẹ Mai rất là biết ơn khi mà nhận được những comment tích cực của quý khách, và cảm ơn quý khách rất nhiều. Chúc quý khách tháng mới luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và an lạc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.